Xin chào các bạn, hôm nay V Channel Ghiền Công Nghệ đã quay trở lại để mang lại tin vui cho các bạn nào mà đang xài iPhone lock mà lỡ cập nhật lên iOS 11 á, mà cái SIM ghép cũ không thể hoạt động trên máy lại, tại vì Apple đã viết lỗ hổng bảo mật. Nhưng mà các bạn đừng có lo nha, hôm nay mình mang tới tin vui là mình giới thiệu cho các bạn là hôm nay đã có cái SIM ghép V3 rất là thần thánh. Và trên tay mình là iPhone 7 nè, iPhone 7 nè, iPhone 7 lock mượn của một người bạn, và mình đã lên sẵn iOS 11. Còn cái máy này là iPhone 6 Plus, mình mua để sử dụng cách đây vài năm rồi, nhưng mà bây giờ mình xài á, mình update, mình reset máy lại thì nó lại lock lại. Cho nên là các bạn nào mà mua máy thì các mình phải chọn những nơi có uy tín hoặc là bảo hành tốt về cái phần quốc tế. Thì theo mình biết đó là cửa hàng Vietnam Mobile thì bán máy cho khách hàng thì bảo hành vấn đề quốc tế trọn đời máy. Các bạn mà mua máy sử dụng ở Vietnam Mobile thì các bạn cứ yên tâm sử dụng các sản phẩm của Apple nha. Và chắc các bạn sẽ hỏi mình là tại sao mua máy quốc tế sử dụng vài năm reset lại là máy lock. Thì theo mình tìm hiểu là đây là những máy xách tay ở nước ngoài về, và đặc biệt là ở thị trường Mỹ và châu Âu, máy quốc tế rất là dễ bị lock lại. Vì cách vài năm thì Apple sẽ truy quét một lần để tìm ra những sản phẩm nào mà bị được mua bằng thẻ tín dụng đen. Thẻ tín dụng đen là những cái thẻ mà đánh cắp, hoặc là mấy cái thẻ bị hack, hoặc là đây là những sản phẩm mà mua của nhà mạng nhưng mà dưới dạng nợ cước và bán lại cho người dùng mua code unlock ở những nơi không rõ nguồn gốc và không có uy tín, thì nhà mạng cũng báo lại cho Apple và sản phẩm là cũng bị lock lại luôn. Cho nên vì những rủi ro như vậy thì các bạn mua máy thì các bạn nhớ tìm những nơi có uy tín và có thương hiệu và chế độ bảo hành tốt. Mà nếu như mà các bạn lỡ mua máy ở nơi mà không có bảo hành về vấn đề quốc tế tốt thì các bạn đừng có lo, tại vì ở cửa hàng Viễn Đông Mobile đã bán cái loại SIM ghép V3 thần thánh này thì giá của nó là chỉ có 300.000 thôi, nhưng mà mình sẽ được bao tiền máy trên iOS 11 trọn đời luôn nha các bạn. Đây là cái SIM ghép hỗ trợ trên iOS 11, mình đã test thử từ iOS 8 lên iOS 11 với 3G, tin nhắn rất là xài, sóng đồ, wifi, đồ truy cập rất là ổn định. Bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình sẽ mở cái SIM ghép này ra cho các bạn coi cái SIM ghép V3 thần thánh là như thế nào. Đây, đây là SIM ghép V3 thần thánh. Thì các bạn bỏ SIM ghép á thì các bạn lưu ý là nè, nó có một cái nhô ra như vậy nè, thì các bạn làm cho nó để xuống dưới nha, để xuống dưới xong rồi mình mới bỏ cái SIM của mình lên trên. Nhưng mà trước hết á thì các bạn phải mài cái SIM đi đã, tại vì nó có cái này nè, nó đôn lên làm sao vậy, mình sẽ kẹt cái SIM không có để vô được. Thì cái máy này mình đã gắn sẵn SIM rồi nè, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi. Đây là cái SIM mà mình đã vũa rồi, mình vũa muốn bay màu luôn nha, cái mẫu nhà mạng lên trên luôn nè các bạn. Để vô đây nha. Để vô. Sau các bạn nút nha. Nhật đang tìm kiếm các bạn, lên sóng rất là nhanh. Đó, nó lên full cây luôn nha các bạn. Làm các bạn có thể thao tác là sau 101 thăng kiểm tra tài khoản. Đó. Thì tài khoản này không đồng, có thể nạp tiền như là bình thường mình nạp luôn, như là một cái máy quốc tế. Cái SIM này rất là thần thánh, các bạn vô 3G hay cái gì cũng rất là ổn định, rất là nhanh, có thể kích hoạt đi mất xịt nữa. Ngay vô rồi. Mở 3G lên nè, bây giờ mình sẽ mở tắt wifi nên mình sẽ mở 3G lên, nhưng mà cái này là nó không có tiền trong tài khoản nữa. 3G nó hiện lên rất là nhanh luôn các bạn. Lại lần nữa nha. Như một cái SIM bình thường trên một cái máy quốc tế. Mà các bạn cho dù các bạn có để nó ra vô này, chỉnh lại, nó cũng lên sóng rất là nhanh. Và một cái vèo luôn các bạn. Từ từ nó sẽ ăn vô, nó sẽ đầy cây luôn. Vậy là SIM này thật sự đúng với tên gọi của nó là SIM ghép thần thánh đó các bạn. Nó có thể biến chiếc máy lock thành chiếc quốc tế mà bạn vẫn đầy đủ chức năng, sóng vẫn ổn định. Bây giờ mình đang ở trong vòng kính để quay cái clip này giới thiệu cho các bạn về SIM ghép thần thánh. Nè các bạn nhìn đi, sóng nó vẫn là đầy đủ vặt luôn nha các bạn. Các bạn thấy được. Vậy là Vision Nồi Công Nghệ đã mang lại thông tin vui nha nhỏ cho các bạn đang sử dụng máy lock. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.